Không kiếm được tiền thì thôi, chứ nói thật với anh chị em là nếu đã kiếm được tiền mà dư giả, thậm chí là có khả năng trả nợ hay là nghĩ gì một chút gì về đất là người ta đầu tư vào đất. Về cơ bản, 70% lượng tiền mà sản xuất trong xã hội đều được chuyển hóa vào bất động sản. Rất nhiều các doanh nghiệp lớn, những người giàu có thì họ cũng đều chuyển hết tiền vào đất. Khi mà họ sản xuất, kinh doanh, buôn bán được, họ đều chuyển vào đất hết mà thôi. Chỉ có những ai mà đang gặp cái nỗi đau mà bị mất tiền, và mất tiền là khi mà dúng vào đất rồi là bị, có nhiều nguyên nhân để người ta mất tiền và người ta dúng vào đất, bây giờ họ bị dị ứng với đất thì không nói. Nhưng mà về cơ bản 70% lượng tiền được đầu tư chuyển hóa vào đất. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là bất động sản nó gắn liền với nhiều cái lý do để mà người dân chúng ta để đầu tư vào bất động sản. Thứ nhất là văn hóa vùng miền. Ví dụ như ở miền Bắc thì rất nhiều gia đình mua để cho con sau này, cho con trai chẳng hạn như vậy. Thì nhiều nhà đã mua đất cho mỗi người con một mảnh đất chẳng hạn thế, để mà nhưng mà thực sự thật là chỉ tình cờ thôi, nhưng mà họ lại giàu, trở nên giàu bất ngờ. Rồi là những người mà người ta có cái cuộc cái quá trình mà kinh doanh buôn bán mà vào 20 30 năm nay, 10 20 năm hay là 30 năm, họ kiếm ăn được thì họ cũng lại đầu tư vào đất mà thôi. Và trong cái quá trình đấy thì những tài sản mà tích cóp được 20 năm, 10 năm, 20 năm hay là 30 năm này, khi mà gặp cái cơn sóng bất động sản, mà đặc biệt là sóng thần của bất động sản, thì họ đã trở nên giàu có một cách nhanh chóng, mà cái việc buôn bán của họ thì không thể lại được so với những cái mảnh đất họ tạo ra. Ví dụ như một người mà họ năm nay khoảng tầm năm mấy 60 tuổi, thì họ có cái quá trình kinh doanh khoảng hai mấy 30 năm chẳng hạn như vậy, thì trong suốt quá trình đó thì họ tích cóp được, họ mua mảnh đất, tích cóp được mua mảnh đất và tích cóp được mua mảnh đất. Và như vậy thì họ có nhiều mảnh đất, và tự nhiên sau một vài cái quá trình mà sóng bất động sản nó nở ra thì họ đã có hàng nhiều chục tỷ, hoặc thậm chí hàng trăm tỷ tiền đất. Nói ngay như ở Vân Đồn thôi, thì nhiều người người ta cũng ra Vân Đồn này, người ta sang kinh doanh buôn bán từ những năm chín mấy, và trong quá trình đó thì họ mua được mảnh đất, mua được đất và có nhiều mét vuông đất, nhiều mảnh đất. Và sự thật là bây giờ họ đã có hàng trăm tỷ và trở nên nổi tiếng ở Vân Đồn, bởi vì đất Vân Đồn nó đã sốt lên cái chu kỳ thứ hai. Chu kỳ đầu đó là cái chu kỳ mà Vân Đồn được làm cầu, và chu kỳ thứ hai là Vân Đồn lên đặc khu kinh tế, thì họ đã trở nên giàu có nhanh chóng. Và tóm lại là những cái lời giải thích của chức hay là những cái lời phân tích thì đều hướng anh chị em là chúng ta nên để ý đến đất một chút, bởi vì trên thực tế là 70% lượng tiền được sản xuất trong xã hội đều chuyển hóa vào đất hết cả. Mà bất động sản hay là đất, nó là một cái tài sản tích trữ qua muôn đời, và khi mà ai sở hữu được nhiều đất thì họ đã trở nên giàu có. Và các bạn có thể thấy rằng là những người Bắc mà vào trong miền Nam, họ trong cái quá trình mà khởi nghiệp kinh doanh buôn bán, họ cũng tích cóp được, họ để ra được những mảnh đất và bây giờ trở thành triệu phú đô la về đất. Thì chung quy lại là nói đi nói lại thì anh em chúng ta nên để ý đất một chút, trừ những ai mà mất tiền vì đất, bởi vì mất tiền thì nó cũng có những cái lý do của nó. Bởi vì là người ta bảo là sổ đỏ trao tay thì vận may sẽ đến, nhưng bạn mua vào những cái đất mà nó không có sổ đỏ. Thứ hai nữa, bạn mua đất cái thời điểm ngày xưa thì mua đất nó là chuyện bình thường, ai cũng có thể đầu tư được đất. Mua mảnh đất thì nó chả vướng cái gì cả, mua vài mảnh thì nó không trúng mảnh này, nó trúng mảnh khác và trở nên giàu có. Nhưng ngày nay đất nước phát triển thì cái việc mà
mở đường xá hay là quy hoạch các cái khu công nghiệp hay là các vườn hoa rồi là các thứ, thì đất nó dễ dính vào quy hoạch. Các bạn mua bạn không để ý một chút là mua khi mà dính quy hoạch thì đất bị thu hồi và đền bù rất là ít tiền. Có những cái lý do khác nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng đặc biệt rủi ro nhất trong bất động sản đó là mua đu đỉnh và mua mua đu đỉnh và mua đất dính quy hoạch. Còn hay là mua vào những cái sổ đỏ mất trắng, không có sổ đỏ rồi mất trắng cái thì nó không đáng kể, cái sự rủi ro đấy nó không đáng kể. Nhưng mà trong cái rủi ro bất động sản thì nó có 5 rủi ro, thì trước cũng phân tích qua nhiều cái video. Thế thì đó, thì 70% lượng tiền sản xuất ra để đầu tư vào đất, và những người giàu có nhất ở Việt Nam thì cũng đều liên quan đến đất. Mà bây giờ anh chị em có thể hình dung như thế này: bây giờ mà ai mà có ba bốn mảnh đất mà cho thuê hay là có ba bốn mảnh đất thì rõ ràng họ có nhiều tỷ đồng rồi, vài chục tỷ rồi, ba bốn mảnh mặt đường à, thì có vài chục tỷ thật đó. Mà nếu như ngày xưa à, chứ cũng có cái phân tích là nếu như ngày xưa mà không bán đất đi, và nếu như ngày xưa mà không mua cái xe máy, nếu như mà ngày xưa không bán đất đi để mà sửa cái sân, cái ao, cái nhà, cái cửa, thì bây giờ có nhiều mảnh đất thì bạn bây giờ đã giàu, đúng không ạ? Không phải nếu như ngày xưa nữa, mà bây giờ thay bằng nếu bây giờ mà có ăn chat thật tiện chatbot làm sao mà kinh doanh, trong quá trình kinh doanh buôn bán của mình mà mua được vài mảnh đất để 15 20 năm sau chắc chắn các bạn sẽ giàu, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em. Hãy nút đăng ký, nút chia sẻ cái video này, biết đâu người ta cần và người ta vô cùng biết ơn bạn. Cảm ơn bạn và quý khán giả đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.